Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái video clip để review về cái con dốc bên phía mình. Tức là cái con dốc bên phía mình đây là sử dụng điều khiển từ xa bằng điện thoại để điều khiển nó. Để giải quyết cho các bạn, đấy là những cái câu hỏi mà các bạn hay thường gặp với chơi cái loại điều khiển từ xa. Ví dụ như là chẳng may cái tay điều khiển từ xa ở đây của bạn nó bị hư, bị bể, bị vỡ hay bị ẩm gì đấy, làm gây ra nó trục trặc, thì lúc này các bạn sẽ mất thời gian các bạn đi sửa nó này, hay là các bạn sẽ mất thời gian là các bạn sẽ đi tìm kiếm nó ở trên thị trường và mua về để chơi, vân vân. Thì ở trên bàn ở đây của mình là có hai con dốc, một đây là con dốc điều khiển từ xa là bằng dạng súng, là cái bản bình thường, và con dốc thứ hai là điều khiển từ xa bằng điện thoại ở đây. Đối với cả bản bình thường ở đây, đây là cái xe dốc điều khiển từ xa là tỷ lệ với tỷ lệ là 1.16 các bạn nhé. Đây, cái tỷ lệ đây 1.16. Chức năng của cái con dốc điều khiển từ xa này là nó là cái phiên thứ nhất là phải khẳng định nó là phiên bản hai cầu, nên các bạn có thể đi được đường gồ ghề, đường đất hay đường đá hay leo dốc là chơi được bạn nhé. Và nó chỉ có bốn cái chức năng chính, đấy là quẹo trái, quẹo phải và cũng như là điều khiển tiến lùi mà thôi. Thì ở cái con dốc này ấy, thì cái bộ phận chứa pin của nó là ở dưới gầm xe. Đây, để mình mở cái này ra. Đây, gầm xe là của nó là cái pin điều khiển từ xa nó gắn vào đây. Và đây công tắc màu đỏ là cái nút tắt mở. Đó. Và trong cái hộp điều khiển của cái con dốc này nó có cái dây sạc đi cùng các bạn nhé. Đây, mình nói cái mục đích chính của mình ngày hôm nay là giới thiệu cho các bạn đây là cái con dốc mà điều khiển bằng điện thoại. Nó cũng có nút tắt mở ở dưới đây. Và mình sẽ sử dụng điện thoại là mình điều khiển nó. Nào bây giờ đấy là mình sẽ điều khiển cái con này cho các bạn xem. Nào bây giờ đấy là mình, cái điện thoại này của mình cũng đã kết nối với cả cái con xe này rồi. Bây giờ mình sẽ tiến này, đấy, lùi này, quẹo phải này, tiến này, lùi này, tiến. Schon viel.